À, tiêu chuẩn của em là đẹp. Đẹp, năng động, cá tính, biết hát, biết đàn, biết nhảy. Để vậy. Đó, cái đó, mày cần, đó, mày cần không? À, thấy. Ủa, tắt rồi hả? Nãy giờ con dầu tắt nhạc tôi thì tức dễ sợ. Không khí y như quán bar vậy. Nghe nè, nước nướng ta làm quá. Shipper chẳng lẽ ngồi không? Coi cũng chật. Giờ làm gì cái coi nào Phát? Sao? Thơ nhỏ nhỏ cũng được. Đọc thơ nữa. Hôm qua em đi cầu. À! Hôm nay Việt Hương có một nửa hoàng mỹ rất là dễ thương, xinh xắn, vinh khoái, cứ đứng ngắm hoài. Đẹp trai cỡ anh Vinh không? Gu của em là phải hơn rồi chị. Gu là phải hơn nha. Tôi biết tôi già rồi. Già rồi. Già rồi. Dạ, đi du lịch chị. Đi du lịch đâu? Đi cầu Sài Gòn. Gọi đây. Tháp Eiffel. Chị đi qua cái tháp này cũng chục lần rồi, sao tháp này xấu quá kìa. Chị tưởng này khay chuối gia đình em bán. Thôi về với anh, gia đình bán chuối kiếm tiền chữa bệnh. Còn đây là gì? Gì vậy? Đi ăn thịt vịt hả? Nước Nga. Nước Nga. Con thiên Nga, ok. Cái con thiên Nga cũng không có giống đâu, ok. Em đừng có binh vực, chào tào lao vậy nha. Con hình dung con đó như thế nào? Đi nước Nga là vẽ con thiên Nga. Vậy đi nước Lào, em vẽ đeo dép Lào hả? Con gật đậm nữa, trời ạ. Một nửa hoàng mỹ được phát sóng lúc 11 giờ thứ bảy hàng tuần trên VTV3.